Hi, chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến channel của mình là Toàn Máy Đáp. Thì hôm nay mình có tin vui và tin buồn cho anh em. Thì anh em muốn nghe tin nào trước? Thì mình sẽ nói tin vui trước ha. Tin vui là không có tin buồn, mà tin buồn là không có tin vui. Thì giỡn với anh em chút xíu thôi. Thì mình thẳng mình nói luôn là hôm bữa mình có reset máy thì cái file của Minecraft Hexit á của mình đã bị bay mất tiêu luôn, thì bây giờ mình phải chơi lại từ đầu. Nhưng mà hôm bữa thì mình đã chơi được một chút rồi, mình lấy cũng rất là nhiều đồ, và bây giờ mình sẽ đi cho anh em coi sơ lược về cái thế giới mới này của mình ha. Ở cái điểm nhấn đầu tiên của chúng ta, thằng này nó bị ngu, nó đi xuống cái đập lầy rồi nó chết rồi. Không may cứu được mày ha, rồi mà hú hí đi. Sau khi mà mình đến được đây á mọi người, mình tạo một thế giới mới, mình đi lên một chút xíu thì mình gặp nguyên một cái dân làng, mà làng này nó rất là giàu. Anh em nhìn cái nhà nó build kìa, đẹp quái, đúng là mod nó có khác. Ước gì Minecraft Vanilla này cũng được như vậy ha. Rồi mình sẽ vô nhà cho anh em xem là đồ mình đã kiếm được bao nhiêu cái, bao nhiêu thứ nữa ha. Ôi, anh em cũng biết rồi đó, cái nhà này nó lầu, hai lầu mà tới 3-4 phòng vậy. Một cái gác lửng, không biết ở ngoài bán bao nhiêu tiền, nhưng mà trong này thấy bự vãi. Đây, đây là một đống mà mình đã kiếm được từ vô cái đinh chợt đó mọi người. Mình kiếm được tất cả như đây thì cũng khá là giàu giàu xíu thôi, giàu chứ không có nhiều mấy đó. Thì tập này mình đã hướng với anh em á là mình phải đi phá được cái đinh chợt đó, là cái đó đó, cái trước mặt của tụi mình á. Ok, thì trước tiên mình phải đi kiếm làm một cái giáp sắt cái đã. Giáp da nhìn nó phèn quá, nó lại đỡ được bao nhiêu hết. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái giáp sắt cho mình mặc cho mọi người. Ok, thì mình đã vô được một cái hang. Hang này rộng lắm anh em. Một chút mắt là cái này anh em này mình dùng để làm gì ta? Mọi người biết thì comment xuống được. Cái gần quay là gì vậy? Xuống nó làm cho một cái đùng. Làm tập này là mình phải lên, mình phải vô được cái tòa tháp, mình phá cái tòa tháp đó là giàu luôn á này. Hy vọng là hai kim cương. Trời ơi, nhìn là biết có một cục à. Còn một cục nữa, đâu một cục nữa mình sẽ làm một cái kiếm luôn. Kiếm kim cương vui chơi cho nó dễ hơn. Ui, bọn mình chơi này chỗ nào vậy? Ôi, con gì vậy? Nghe thở thì ghê quá. Thôi lên lại đi. Đây, thì anh em cũng biết hồi nãy thì nó có cái tiếng nổ ở đây. Không hiểu cái con gì nó làm ha. Ơi, hay là con chùm đó ta? Khó rồi đó. Nó chùm luôn á mọi người, con boss luôn á. Làm cũng sâu được rồi, tiếc quá. Cũng sâu rồi, nó đơm cho một cái một. Mất hết đồ, ê chắc. 24, rồi, đủ luôn. Hay quá, vừa đủ rồi mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi về mình nung sắt. Mọi người, cái này là cái tên lửa rồi mọi người. Lúc mà tôi lên tôi mới biết cái này là cái tên lửa. Ở trong đó nó có cái máy phân phát với lại mấy cái mũi tên. Nó chả có đồ gì xịn hết, nhiên làm cho đẹp vô. Chả có gì đó hết. Leo nó mất nhiều máu mọi người. Cuối cùng đâu có gì đâu. Thiệt chứ. Ủa thằng này xuống dai vậy? Từ nãy giờ mà chưa bị lúng luôn hả? Thì anh niên này sống tốt đó. Rồi ra giữa hồ đi. Mọi người thì mình tiến hành mình làm thử luôn nha. Rồi ok. Để xem cái này nó làm cái cúp không? Được. Một cái cúp. Mà sao nó như cái cúp sắt vậy ta? Mình đã chưa biết cái tốc độ đào của nó ha. Bây giờ mình sẽ đào thử. Bây giờ mình đá ra nè. Rồi mọi người nha. Mình sẽ đếm cùng mình nè. 1, 2, trời ơi nó như nhau à. Ớt mọi người cũng đã xong rồi nè. Trời ơi chờ nửa năm trời luôn. Nãy tụi mọi người lướt TikTok tôi đợi mọi người lâu kinh khủng. Nhắc đến TikTok mới nhớ thì mọi người đừng có quên là lên TikTok bấm ID là Toàn Minecraft để tìm ra mình, mà mọi người lên đó tìm hết tất cả video cho mình ha. Comment và like share, follow mình, ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi anh em tới bến rồi. Ê, chưa tới bến được. Ây não ca vàng quá. Ôi, cái gì không quên, quên thang cái làm được mọi người. Rồi giờ tới bến đập tan cái chỗ luôn nè anh em. Nhìn mình nè, mình xin hướng dẫn một lần trong tập này mình muốn quýnh bay cái này luôn, mình sẽ không chết một mạng. Ôi bây giờ mình sẽ cho anh em xem thử cái búa mình nha. Mày tới đây thì ghê quá, từ từ. Cái sức mạnh của cái búa này chưa? Né con quỷ này ra đánh. Tao không đụng chạm như mày mà đừng có dí đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vô trong tiến hành. Chúng ta đập cái này liền nha tức. Con bê ngu lắm mọi người. Mày ngu. Ôi nó trên nhiều lắm nha. Ta cất bớt mấy cái đồ linh tinh này vô cái, hay là mấy cái đồ này thôi. Nó có khiên sắt luôn nè.
Mình phải đánh bình tĩnh mọi người. Mới cái tầng 1 mà. Giải quyết trong vài giây. Mấy cái con dạng độc này. Độc nó mạnh quá, độc nó mạnh quá. Độc nó mạnh quá anh em. Đồ ăn bị đút hết, đồ ăn bị đút hết rồi. Mày ra đây là mày chết. Mày ra đây là mày chết cho tao. Mày ra đây là mày chết cho tao. Bò. What the fuck. Ok thì mình đã quay trở lại rồi anh em. Thì mình nên đứng đây để mình soạn đồ. Mình đã chặn tất cả các lốc để cho không cho con zombie nào nó rớt xuống đây nữa. Mình rất là sợ ai nó rớt ở đây mình chết hai mạng rồi. Oh fuck, nó cực kỳ khó, mình đã đi lượm đồ lại mấy lần rồi đó. Máy nó lắc nữa anh em. Ok thì bây giờ mình sẽ mở đồ ngay tại đây. Mình lấy đi cái gì mình lấy, còn mấy được thì mình sẽ bỏ vô cái gương này ha. Mình hy vọng sẽ được một cái cúp kim cương. Thứ ba là gì? Một cái đét gì đó thì chúng ta không cần. Bóng lửa nè, mình sẽ giữ lại. Cái này thì chắc mình cũng không cần đâu ha. Để lấy lại một mình, giờ mình sẽ mở từ từ thôi. Đó, ít nhất phải được cái đồ vậy nè. Đó, nó phải chuyện như vậy á, tôi mới chịu. Cấp bộ in chắc không cần đâu. Nào không cần mình sẽ vứt vào đây hết. Và mấy đồ tào lao thôi. Tao lấy thêm đồ ăn đi. Hay quá, MRE đồ ăn đầy cây luôn, full cây. Cái mình đang cần luôn á. Còn này hôi dục đi, không cần cái đó đâu. Hay quá, đồ ăn. Trời ơi, trời, từ nãy giờ chỉ có đồ ăn thôi. Còn mấy cái đồ gì đây? Nó có đồ mềm mại nè, mình sẽ giữ lại mấy cái đồ mềm mại này, mình sẽ giữ lại hết. Thì chúng ta sẽ có gì ngon hơn xíu được không? Rồi, coi như thành phẩm tận dụng vô đây. Giục bớt mấy cái mà không cần ha. Đó. Rồi mình sẽ giữ lại mấy cái này. Còn cái đầu zombie này là cái gì? Gì? Quả pháo gì, vô bơm gì nhìn. Trời ơi, đồ tí, túi tí mà mở ra không thấy cái gì hết. Không thấy cái gì hay ho hết. Ơi bậy. À hồi chết, là hồi nổ ở đây á. Lấy cái nào cần thiết thôi. Cái giục cái này đi, mình không cần. Cái này là gì đây? Đánh bực lùi và gây cháy, mình sẽ thay thế. Đây này đánh 7 đam, đánh 7.3 đam, tốc độ nó chậm hơn. Đây là 1.2, 1.6, không sao. Rồi, ủa, cái này là gì vậy? Nhìn trong cái viên thuốc của con chopper quá ha. Trong quanh bi với mọi người. Không biết thì mình sẽ giữ lại hết. Rồi, mình sẽ chuẩn bị đồ ăn kỹ càng đó là một tập nữa ha. Đồ nó cực kỳ mạnh, mình nói thẳng với mọi người, đồ mạnh kinh khủng. Rồi, chúng ta lên tới bây giờ chúng ta sẽ chặn cái lọc này lại, không được bị nó xuống phía dưới mọi người. Tôi chơi kỹ lắm. Rồi chúng ta được một thuốc. Tăng tốc. Chúng ta tắt cái máy này đi. Mày hả mày. Mày. Đó mọi người nó rớt xuống kìa. Ơi tôi quên tắt cái độ tự động nhảy rồi. Ơi không được, không được, táo vàng không được. Tụi nó rớt xuống, tụi nó rớt đông quá. Mày xạo. Đây còn bị lâu quá. Cái từ từ chơi nó xuống mọi người lâu lắm. Tôi lo được nhé. Tôi lo được. Thôi thì vô. À với cái cây giáo này chúng ta yên tâm rồi. Wow. Không ngờ luôn. Pha bắt cua thần thánh của Toàn. Lại có mấy con boss nữa mọi người. Nó mạnh kinh khủng. Nó chặn lại hết. Không cho bất cứ con nào xuống hết. Khi có ăn nhện kìa. Chơi nó luôn. Mày hả mày. Mày hả mày. Nó lên trên này, nó lên trên này. Chết da của con zombie mini nữa. Ôi zombie mini mà cứ giảm độc à. Đó được, thằng NC đó được mọi người à. Nên chúng ta thì mình chỉ cần mang nhiều đồ ăn là được. Trời ơi, sao cho đồ tùm lum bậy bạ vậy nè. Nó gấp kế bên, nó gấp kế bên mình. Những cái con zombie lớn cũng cứ được nhỏ này nữa hả. Ôi, mình đã quay trở lại rồi mọi người. Trời ơi, nó mạnh quá. Mạnh kinh khủng luôn. Thôi, giục bớt đồ đi. Búa này không biết đam nó có. Ủa, nó búa tới 13 đam luôn mà. Cái tấn công nó hơi chậm. Là nổi đi ha. Rồi mình giúp bớt mấy cái không cần thiết vô, nó còn zombie nó trên lọc trên đầu mình á, kêu rất là ồn. Rồi ok, sử dụng bình thuốc này thôi, được cái gì. Rồi nó xuống rồi. Ủa này cũng nhiều đam rồi, đập là hết máu rồi. Ủa chết cha một lỗ chưa chặn, chặn lại hết. Bất tờ heo. Mày xạo, cái cây này có hút máu mọi người. Gì nữa. Ây da, khổ quá mà.
khổ quá mà. Còn cái gì nữa không, dục bớt ra coi. Sao nhiều thứ linh tinh quá. Đồ nhiều quá mọi người. Đi lần cái này không biết bao nhiêu đồ. Cho tôi súng này má. Lấy cái MGE này đi ha. Rồi bây giờ chúng ta thêm một cái đại cây lên quýnh. Con này không được đè, nó hút máu này. Hay thôi, con này có hút máu. Chúng ta lên trên và xử đẹp cái con tên là chặn lại được trước. Tao biết ngay. Con này có bị mini ra được thôi. Mày đông kinh không, đông kinh không. Đông, mày đông, đông. Đông mọi người. Rồi, chúng ta đánh được một boss rồi. Mình tờ heo. Sao gắn cái nhãn này vậy? Đau quá. Bắt cô héo, bắt cô héo, con boss. Vừa có độc, vừa có cô héo. Oh my god. Từ từ. Đừng kỹ nào. Tắt cái tự động này. Cái đạp. Đánh mất hết kiếm mọi người. Không phải chuyện của mày, đừng có bom chen cho nên thử cái con boss. Tụi rồng có ta. Bây luôn rồi nè. Rồi cái gì vậy? Quấn con này đi độc tùm lắm á chị. Minutes later. À, nói thiệt với anh em là mình phải cần tuyển một đồ đệ vô đây hoặc là một người nào đó vô đây chơi với mình không thể nào đánh lại bọn này. Luôn đồ đánh mệt quá. Hết mày nó tháng nó bay vô mà đỡ kịp. Thì là không đỡ nổi luôn á. Bây giờ mình ngồi mình kiếm thức ăn nè. Không có, giờ mình dục ở đây hết. Thôi thôi quá, có này. Còn lại, còn bán đồ. Mình thích ở đây. Gì vậy Toàn, quăng đi. Toàn lại bị lắc rồi mọi người ơi. Thôi cái này không cần đâu, nó ra thuốc ngẫu nhiên á, mình bị rồi. Rồi ở đây có cái gì không? Nào, đồ xịn xíu nào. Cúp kim cương cái kiểu gì đi, nó cần một cái cúp kim cương để đập. Bây giờ là không có cúp kim cương đập. Lên đây lại rất là khó, mình sẽ dùng cái lệnh TB á mọi người. Đây nè, TB lúc chết á, nè, mình TB đến đây nè. Bây giờ mình có hai cái, mình sẽ ăn được một cái. Rồi. Rỗng nữa, rỗng mình cũng để lại nữa, mệt. Rồi, hầu như có cái đống này không cần nữa ha, mình đi. Đi ca vậy. Khổ quá. Ôi. Phải đạn. Mọi người thấy gì không? Ở đâu rồi? Sợ quá. Trời ơi, đâu ra vậy nè. Bót. Mày hả con? Mày bót của tao. Bót. Chờ hết bây giờ nè, yên tâm. Tha hồ mà đánh. Ê, tới đây, con. Tụi nó chưa tha mình đâu. Toàn thịt tụi bay ra chơi tiếp. Đâu rồi? Bót gì ghê vậy?
chỉ về. Mày đánh nó mà lắc lắc máy mình luôn. Ăn được rồi, tàn hình mọi người ơi. Mày hả con, tuổi tuổi gì với anh chết bớt. Đây đây, đây có cái khiên sửa một miếng cũng được nữa, đỡ hơn không sửa. Đồ ăn à, này này đưa đồ ăn đây, miếng thịt cừu thôi cũng được, đỡ hơn có cái gì đang ngoài tay nước luôn. Đồ ăn để nhà hết rồi. Cái đầu zombie gì đây, hy vọng mình sẽ được đồ xịn nè mọi người. Rồi dục dục luôn. Đây chúng ta có thể đổi tên và một cái lúc mát à, một cái đồng vàng hả, thôi không cần. Rồi à, bây giờ chúng ta lấy cái túi này đi, lửa luôn, trong lửa à, không để lại cái con boss nó có lửa mọi người. Rồi xong đó, mọi người thích cách chơi của mình không, để đặt cái máy như vậy đó. Ở đây nè, ở đây sẽ có một cái nè, rồi ta thấy là phải lắp lại liền. Xong nó hết hồn. Rồi tới đây chúng ta cũng chặn lại như vậy nè. Mấy con nhỏ nó có thể xuyên qua nhưng mà con bi nó không thể xuyên qua được. Chúng ta loại trừ con nào được thì loại trừ trước cho nó dễ nha mọi người. Chứ nãy mình còn ngáo ngơ mình vô lâu đài thôi. Nãy giờ thì lụm mấy con này hay lụm mấy nhẹ mà. Con boss có mày. Ôi ôi ôi. Tới đây, mình tới đây. Non hả mày, non hả mày. Chết, già. Không có cái kiếm. Em rì luôn. Từ từ từ. Mình cắn hồ máu đi. Hay à. Trời ơi, tụi giáp cắt phụt phép chứ. Mày thang nhện thường này làm cái gì. Rồi con boss này ở trên đó mọi người. Chúng ta tới tầng cuối rồi. Từ từ bình tĩnh, mình cần phải chuẩn bị hết, chuẩn bị nó sẽ ăn cái đồ ăn rồi sẽ uống thuốc chống thuốc kháng lửa. Rồi để có hồi máu ở đây, sạch men bốn luôn, gây, mà có gây cháy luôn thì nó tiện hơn. Rồi giờ chúng ta không ngán ai nữa, lập đầu. Không bó đâu, không có boss hả? Có boss thôi, chúng ta chơi đồ. Tại sao làm có boss ta? Uổng công ta leo tới đây mày. Mọi người ơi, không có boss rồi mọi người ơi. Lâu đài kỳ cục quá, tự nhiên đây không có boss. Á, uổng công ta đánh mà như điên vậy. Đây thì không có gì. À, trả thù của mày, trả thù của mày. Non. Rồi, chúng ta đã phá tan tàu tháp này mặc dù không có gì hết. Một chuyện chuyện với tao. Ơi, sao một hồi lên đây không có cái gì hết. Trời ơi, uổng công không? Lên tới đây luôn. Chế độ dễ mà đúng không? Khóa luôn. Rồi tắt lên khóa chế độ dễ. Thì dân mới chơi mình chơi chế độ khó. Ê mọi người. Mọi người nhìn đây. Chả có gì hết luôn á mọi người. Tôi chết hơn 5 lần nữa lên đây chứ không có cái gì trên này luôn. Cái thế giới đại thành đỉnh như vậy ta. Quái. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi về, chúng ta sẽ chất tất cả những lợi phẩm của chúng ta. Rồi mình dẫn tức. Lên tới đây luôn mà. Còn khá là nhiều đồ để mình lấy sao ha. Thì bây giờ mình về nhà trước đi. Dẫn tức con boss chứ. Mọi người thấy tôi chiến đấu cực khổ mà lên không thấy boss đâu, thấy chán không? Nè, nãy tôi chạy ra nhà, con Whipper vô. Ơ, cái thằng chó này đánh tao. Hồi nãy mình đang tay le, nó quýnh mình. Dư thiệt. Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại là mình đã chết 4 mạng. Trong một cái tòa tháp mình đã chết tới 4 mạng, rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ xóa hết cái đống này đi. Ê, chết gì tới 4 mạng dữ trời. Nói tôi gà nó vậy hả? Ôi ôi, sách phụ phép. Thiệt rồi, ông mặt trời luôn đấy. Cái sách này mình phải cúp riêng một bên. Đây, cuốn sách này là cất riêng ở một bên, vì khi nó ghép lại thành một cái văn tự gì đó đúng không? Ấy, mình coi như mình lấy được cũng rồi đóng tài nguyên gì mới thấy nè. Rồi mình đặt vô hết luôn. Rồi còn cái túi gì nữa không? Còn cái túi. Không thấy gì hết trơn. Rồi mình sẽ cất Bushini Bunit. Đây là một. Rồi cái gì đó, mới cất vô. Đồ ngon cất cái này hết. Mấy cái lắp lánh bảy màu. Ui cái này kho báu hả? Sắp sau mình sẽ đi tìm kho báu. Ok. Thấy kho báu là thơm. Ôi mình có cúp kim cương rồi. Đã hết đi. Silver nè. Trời ơi nhà tôi. Hay quá. Ủa
Ủa cái hammer này đập được hả? Vãi kìa. Mọi người biết vậy nó lấy cái hammer này đập luôn cái gì luôn rồi. Video mình sẽ kết thúc tại đây. Anh em thấy video hay nhớ like, subscribe cho mình để mình tiếp tục video tập tiếp theo của Minecraft series hết ship. Trời tập này chết tới 4 mạng ở trong cái lâu đài luôn mọi người. Đánh mà không thấy con boss đâu cũng là bỏ tới 4 mạng nó không được cái quần què gì hết, rất là tức luôn. Thề, nhưng mà không sao, tập sau mình sẽ làm lại từ đầu. Tập sau chắc chắn mình hứa với anh em là mình sẽ không chết mạng nào đi. Khi đi trên đường tìm kho báu nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong tập tiếp theo. Đừng quên ủng hộ mình trên nền tảng YouTube, TikTok và Facebook và đón xem livestream mỗi ngày của mình vào lúc 7 giờ tối. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo. Bye. Mantap.